người nhá. Hôm nay dẫn mọi người đi lắp camera. Đợt hôm kia thì mình cũng đã lắp cho khách hàng rồi, nhưng mà khách hàng muốn camera hai mắt, một mắt thì cố định và một mắt sẽ sử dụng để xoay. Hôm nay là mình sẽ thay lại cái mắt camera thôi mọi người ạ. Muốn mua camera thì mọi người tải cái ứng dụng AIO của Viettel nhé, AIO, xong mọi người sẽ mua các thiết bị công nghệ mạng ở trên cái ứng dụng đấy. Đây là ứng dụng của tổng công ty cổ phần công trình Viettel, cho phép mọi người mua những cái đồ chính hãng, đồ của Viettel. Mọi người hãy tải cái ứng dụng đấy về mà đăng ký số điện thoại. Lan đi à? Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Đây là cái át liền. Lô. Lô. Ê nhá, anh báo ba pứa cửa long nhát long đi cho em cái lần. Em có số 3 chưa? Ba ở nhà vai đây nó. À, anh báo ba pứa cửa là em xài lại cái cam vai nữa cái lần. Phật ta hát xưa. Hai, ui, con này to hơn.
Còn cam này to hơn này nhá. Con này nhìn hay không? Anh em sử dụng phần mềm iMao Line nhé, xong mình quét mã QR thôi. Nhìn rất hồng hố. Mật khẩu từ 1 đến 8. Ồ, con này cày rất nhanh anh em ạ. Kiểm tra độ nét xem nào. Chất lượng đấy. Ở đây mình chưa bóc cái này ra. Ủa, nhìn khiếp thật. Chất đấy. Chất lượng đấy. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Tôi đây đối cái khác. Ông đã đéo hảo cái đi. Cái đi nó có một bọn này. Vâng ba. Ba pớ cái đi cho xuống là xuống ngặt cái điện. Việt Nam ơi. Cá chưa? Cái này cá. Cái này giờ.
thoải mái quá nha. Mệt lắm nha. Từ thành phố này người đã ra đi, bao năm ước mong đón bác trở về. Đây làm lại cái khác ạ.
bao năm ước mơ đón bác trở về. Bác đến từng nhà thăm các cụ già căng tay chúng con. Thank you.
Anh à, anh mở ra anh chấp nhận anh xong anh xem giúp em xem được chưa? Em vẫn treo chỗ cũ. Anh chặt đi gì? Để chặt đi nhá. Cái anh cam nó nhìn thấy cái cành đúng không? Thì anh bây giờ anh cứ nhìn lại cam xem, bởi vì em đã chỉnh ok rồi mà. Cái cam này nó góc nó rộng hơn so với cái cam cũ. À vâng. Bắt cái lô cột mướp, cái cột thân lo ghét lên về. Má ăn nổi cái lô mướp như thế cơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.